Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 5 đô la token Dogbot. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó chọn Start này. Rồi, nhập mã captcha. Ok, làm các nhiệm vụ join Telegram này. Quay trở về. Tiếp tục là follow retweet này, theo dõi, mọi người kích chọn like và retweet cho mình, sau đó quay trở lại rồi tiếp vào kênh Discord. Ở đây là những cái nhiệm vụ làm thêm thôi, ai làm thì làm, không làm không sao nhé. Rồi, Discord hết hạn luôn. Đăng ký YouTube này, like và share video của nó. Rồi, mọi người sẽ mở cái video của nó lên nhá. Ở đây thì mọi người sẽ mở cái video này này. Rồi, sau đó thì kích chọn like. Tiếp theo chọn chia sẻ. Rồi, chọn đăng tweet và có thể nhập cho nó cái tiêu đề ở đây nhé. Tiêu đề thì mọi người quay trở lại cái biểu mẫu mọi người copy thôi, đơn giản thôi. Đâu rồi? Rồi đến nhiệm vụ tiếp theo thì mọi người sẽ like và retweet cái bài đăng ở trong Twitter của kênh liên kết nhé. Rồi trong này thì mọi người sẽ tìm đến cái đây Dogbot. Like và retweet. Chứ còn Dogbot nào không? Lấy Dogbot 2 à? Rồi ok, quay về. Mọi người giao tiếp vào AirDrop Bitex trên Telegram. Rồi, quay trở lại. Mọi người sẽ chọn là Submit cho mình. Rồi, sau đó nhập địa chỉ email. Tiếp theo gửi profiling Twitter. Rồi, tiếp tục nhập username của Discord. Rồi tiếp theo đây thì nó sẽ yêu cầu mọi người gửi cho nó cái đường link mà mọi người đã chia sẻ cái video nhé. Quay trở về Twitter này. Rồi. Mọi người quay lại này. Mở Twitter lên này. Rồi, mọi người bấm chọn vào avatar. Chọn hồ sơ. Rồi, sau đó chọn tweet trả lời. Và tìm đến cái video mà mọi người đã chia sẻ với cả nó nhé. Hình như là mình chưa chia sẻ cái video của nó. Rồi, mọi người chia sẻ lại video nhé. Mình vừa quên mất là không chia sẻ video.
Rồi chọn đăng tweet này. Bạn mất. Ok, thì bây giờ sẽ vào trong cái kênh Airdrop VTech, mọi người sao chép cái đường link chia sẻ video này. Rồi, quay trở về bot. Mọi người sẽ nhập cái đường link liên kết. Tiếp tục, rồi tiếp vào Airdrop VTech. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ copy cái đường link mà mọi người đã retweet ở trên kênh Airdrop VTech nhé. Đâu, không biết. Rồi, tweet và trả lời. Đây. Rồi, quay trở lại này. Rồi, tiếp theo chọn viết. Sau đó mọi người sẽ nhập địa chỉ ví. Rồi, chọn complete. Phải join vào một trong hai nhóm này nhé. Ok, complete. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.